Vâng, xin kính chào quý anh chị đang theo dõi trên kênh của Trung Thực Auto. Trung Thực Auto, đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng gầm cao, có địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 26 đường Cầu Diễn đó chính là địa chỉ mới của Trung Thực Auto kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Với cơ sở rộng rãi hơn, khang trang hơn, đó chính là cơ sở để mà Trung Thực Auto có thể là phục vụ quý khách hàng một cách tốt hơn và chu đáo hơn. Và nếu anh chị là lần đầu tiên đến với Trung Thực Auto, anh chị hãy dành cho Trung Thực Auto một like và một đăng ký kênh để có thể nhận được nhanh nhất và cập nhật nhất những chiếc xe vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto. Và trong khuôn khổ video ngày hôm nay thì Trung Thực Auto xin phép được giới thiệu nhanh và báo giá về chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt sản xuất năm 2018 và mang biển tỉnh đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Ở phần đầu xe thì chúng ta có thể quan sát thấy các chi tiết của chiếc xe Hyundai Tucson đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto. Các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Cụm đèn pha với đèn chiếu gần là kiểu bóng chiếu projector, bóng đèn chiếu xa là halogen và phản xạ đa hướng. Xe cũng được trang bị là rửa đèn pha tự động, cũng như là hệ thống cảm biến được trang bị phía đầu xe, đó chính là tới 4 cảm biến giải đèn sáng ban ngày, đèn gầm. Đó chính là những chi tiết mà làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc xe Hyundai Tucson ở phần đầu xe. Và phần hông xe chúng ta có thể quan sát là chiếc xe Hyundai Tucson vẫn đang sử dụng là la răng nguyên bản theo xe. Và dàn lốp đang được sử dụng trên chiếc xe này thì theo đánh giá của kỹ thuật của Trung Thực Auto thì độ dày của lốp vẫn còn đến hơn 90%. Gương chiếu hậu của chiếc xe Hyundai Tucson được trang bị là chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và có thêm gì đèn chào mừng. Và với việc sở hữu những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Thực Auto, anh chị có thể được thừa hưởng các chi tiết đã được chủ cũ trang bị thêm, chẳng hạn như là vè che mưa, phim dàn kính, rồi là hõm tay cửa chống xước, hay như là các chi tiết như là ốp bậc lên xuống mạ chrome. Đó là những chi tiết mà đã được chủ cũ lắp thêm. Các chi tiết như đường keo chỉ, vị trí đai ốc ở trên chiếc xe Hyundai Tucson vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto thì theo đánh giá và kiểm tra của nhân viên kỹ thuật Trung Thực Auto thì các chi tiết vẫn còn là nguyên bản. Chúng ta tiếp tục di chuyển đến phần đuôi xe. Và phần đuôi xe thì chiếc xe Hyundai Tucson này các chi tiết vẫn còn là nguyên bản, cụm đèn pha, cụm đèn hậu và cho đến là các chi tiết là hệ thống cảm biến tới 4 cảm biến phía đằng sau, camera báo lùi, cũng như là xe được trang bị là tính năng là cốp điện. Và đây chính là không gian khoang hành lý của chiếc xe Hyundai Tucson. Và chủ cũ cũng được trang bị cho và chủ cũ cũng đã trang bị cho chiếc xe này đó là tấm lót cốp bằng nhựa, rồi là xe lốp dự phòng của chiếc xe này cũng đã là đưa vào sử dụng. Đó là những chi tiết mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị về chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt đang có mặt tại cửa hàng của Trung Thực Auto, có địa chỉ tại số 26 đường Cầu Diễn. Và xin mời quý anh chị chúng ta sẽ cùng đến với không gian khoang nội thất của chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt sản xuất năm 2018 đang có mặt tại 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Xe được trang bị là chìa khóa thông minh khởi động bằng nút bấm. Xe được trang bị là tay lái bọc da tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Chúng ta có thể điều khiển hệ thống âm thanh có chế độ đàm thoại rảnh tay trên các phím điều khiển trên vô lăng. Bên cạnh đó xe cũng có chế độ là Cruise Control. Thông qua các phím điều khiển này giúp chúng ta có thể tương tác và điều khiển chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt này trở nên đơn giản và dễ dàng hơn, từ đó giúp chúng ta có thể tập trung và lái xe an toàn. Hệ thống điều hòa của chiếc xe Hyundai Tucson này được trang bị là hệ thống điều hòa tự động và có cửa gió cho hàng ghế phía đằng sau. Xe được trang bị là cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Rồi là màn hình DVD cũng được trang bị là thêm có bản đồ vệ tinh dẫn đường. Đó chính là những tính năng mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý anh chị về chiếc xe Hyundai Tucson. Bên cạnh đó nữa thì chúng ta quan sát hệ nội thất của chiếc xe này thì xe được trang bị là nội thất là ghế da màu kem, và với ghế lái và ghế hành khách phía đằng trước là điều chỉnh điện. Đó chính là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị về chiếc xe Hyundai Tucson vừa mới tới cửa hàng của Trung Thực Auto. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này thì anh chị hãy liên hệ ngay với Trung Thực Auto để được lái thử và trải nghiệm, cũng như là với việc sở hữu những chiếc xe đã qua sử dụng tại cửa hàng của Trung Thực Auto, anh chị hoàn toàn có thể sử dụng những gói vay tài chính lên tới 70%. Thủ tục như thế nào và cần chuẩn bị những gì, anh chị hãy liên hệ ngay với nhân viên của Trung Thực Auto để được tư vấn, giúp cho anh chị có thể được lựa chọn cho mình một chiếc xe ưng ý với khoản đầu tư hợp lý. Và 775 triệu, đó chính là mức mà bán mong muốn của Trung Thực Auto với chiếc xe Hyundai Tucson bản 2.0 đặc biệt sản xuất năm 2018. Nếu anh chị quan tâm tới chiếc xe này, anh chị hãy đến với địa chỉ 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm.
Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video. Và đây là video báo giá nhanh của Trung Thực Auto với những chiếc xe vừa về tới cửa hàng của Trung Thực Auto. Rất hân hạnh được chào đón quý anh chị tới tham quan showroom tại địa chỉ 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và xin chân thành cảm ơn quý anh chị. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những lần giới thiệu và chào bán xe tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.